các em sinh viên, hôm nay chúng ta cùng đến với học phần thực hành thí nghiệm về vật liệu in trong phần đo màu. Thì nội dung bài học của mình hôm nay gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta cùng ôn lại các đặc trưng cơ bản của màu sắc. Qua phần thứ hai, chúng ta nói về các phương pháp đo và tính toán các giá trị màu sắc. Phần thứ ba, mình nói về lý thuyết màu kích thích ba thành phần và các không gian màu được suy ra từ lý thuyết này. Phần thứ tư là chúng ta tiến hành thực hành thí nghiệm đo màu sắc trong ngành in. Thì đầu tiên tôi xin nhắc lại các kiến thức cơ bản về màu sắc. Thì đặc trưng của màu cơ bản mình gồm ba thành phần. Thứ nhất là nói về hue hay là nói về tông màu. Tông màu là để giúp các bạn phân biệt các màu khác nhau, ví dụ như màu đỏ, màu xanh, màu vàng chẳng hạn. Thông số thứ hai, saturation, nói về độ bão hòa của màu. Độ bão hòa của màu là gì? Đề cập tới sự hiện diện của màu xám bên trong một màu nào đó. Tôi ví dụ ha, tôi nói màu red có độ bão hòa cao, nghĩa là ít thành phần ánh sáng trắng trong đó. Rồi màu hồng là tương đối là không bão hòa, thì các màu mà không bão hòa nó sẽ chứa nhiều thành phần ánh sáng trắng trong đó ha. Và thông số thứ ba là nói về cái brightness hay là cái độ sáng của màu đó. Cái này nó liên quan tới quá trình cường độ cảm nhận màu. Rồi cũng trong lý thuyết màu, các bạn thấy sự cảm nhận màu ở mắt người, thì để cảm nhận được màu thì mình cần có ba yếu tố. Thứ nhất là nguồn chiếu sáng, cái thứ hai là vật thể phản xạ ánh sáng, và cái thứ ba là mắt người. Để trong mắt người thì có chứa các tế bào cảm nhận ánh sáng ha. Thì đối với các quá trình cảm nhận màu ở mắt người thì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận màu khác nhau, cho nó sẽ không thống nhất với nhau. Và trong các ngành kỹ thuật, đặc biệt là liên quan tới đo màu, thì mình cần phải có cái nhìn nhận về thông số màu phải thống nhất. Do đó mình phải đo màu. Thì đây cũng là câu hỏi là tại sao mình phải đo màu. Tôi ví dụ cụ thể ha. Tôi có một ô trong này có rất là nhiều màu. Tôi muốn các bạn nhận diện một trong những màu này theo cái mẫu tôi cho các bạn trước ha. Theo cái mẫu tôi cho các bạn trước. Thì chắc chắn mỗi bạn sẽ có cách nhìn nhận màu khác nhau. Ví dụ bạn A nhìn nhận màu này chính là màu này trong ô này đó, còn màu này chính là màu này trong ô này đối với bạn B. Rồi đối với bạn C thì cũng có cách nhìn nhận riêng của bạn là màu này, thì theo tôi đó là màu này. Thì chúng ta thấy là mỗi người sẽ có cách nhìn nhận màu khác nhau, và hơn nữa thì mình thấy các màu xung quanh trong này là các bạn, nó cũng ảnh hưởng tới các màu mà các bạn muốn tìm so với màu nào, so với mẫu của mình. Do đó mình phải, đó cũng là lý do mình phải đo màu. Thì nếu bạn có thiết bị đo thì bạn đặt vào bàn đo, mình sẽ xác định được cái màu mẫu của tôi đây là chính là màu này, khi các thông số màu đó là bạn đo được ha. Rồi một ví dụ nữa, ví dụ bạn nhìn các thanh màu green ở đây, màu xanh, màu green ha. Thì các bạn nhìn màu ở trên so với các thanh màu green ở dưới, thì các bạn thấy các thanh màu green ở dưới nó bị có vẻ nó sáng hơn so với các màu ở trên. Nhưng khi các bạn sử dụng thiết bị các bạn đo thì các thông số màu của hai màu này là như nhau. Thì thiết bị đo các bạn thấy nó không bị ảnh hưởng bởi thiết bị, bởi các màu xung quanh. Đó. Thì đây là một ví dụ thứ hai. Do đó mình thấy là sử dụng thiết bị đo ha, các bạn thấy sử dụng thiết bị đo thì các thông số màu của mình nó sẽ thống nhất với nhau. Một ví dụ nữa, trong trường hợp màu magenta các bạn thấy ở hai cái hình bên này, hình A với hình B, thì trong trường hợp này ha, đối với mật độ của nó là như nhau rồi, cái density của nó là như nhau ha. Rồi các bạn nhìn vào cái màu của hình B, bạn thấy nó ngả xanh blue nhiều hơn so với cái màu hình A. Nguyên nhân là nó bị nhiễm bẩn từ các đơn vị in trước. Thì sử dụng cái thiết bị đo màu thì mình sẽ phát hiện được cái chuyện này ha. Đó. Rồi một ví dụ nữa, tôi có hai cái mẫu màu, một mẫu màu chuẩn với cái màu mẫu. Khi tôi cùng nhìn với nguồn sáng D65 như hạt, thì các bạn thấy hai mẫu màu này là giống nhau. Nhưng cũng hai mẫu màu này các bạn đem so với nguồn sáng khác. Ở đây là nguồn sáng, ví dụ là nguồn sáng A nha, thì các bạn thấy hai cái màu này khác nhau. Đó. Các mẫu màu nhìn với nguồn sáng khác nhau thì nó sẽ thấy khác nhau. Thì hiện tượng màu này mình gọi là hiện tượng màu meta. Do đó sử dụng thiết bị đo thì chắc chắn mình sẽ phát hiện ra được cái hiện tượng này. Khi sử dụng thiết bị đo ha, thì cái giá trị của nó là sẽ là không không thay đổi,
so với quá trình của bạn cảm nhận màu ở mắt mình. Một ví dụ thứ ba nữa, trước khi đi vào ví dụ thứ ba thì tôi xin tóm lại phần này một cái là phép đo màu là để nhận diện màu ha, nó giống như cái dấu vân tay để nhận diện người vậy đó. Đó. Rồi ở đây tôi có phổ phản xạ của hai màu, màu blue và màu green ha. Các bạn thấy hai phổ phản xạ này khác nhau. Mặc dù các giá trị density ở đây thấy nó là giống nhau ha. Đó, mà density là gì thì trong phần trước mình đã, trong phần thực hành thí nghiệm trước mình đã biết rồi. Đó. Rồi ví dụ thứ ba là đo màu để làm công việc lớn hơn là quản trị màu. Đó. Ví dụ ha, đo màu để làm quản trị màu. Ví dụ ở đây tôi có cái sẵn các thông số của tôi là thông số đầu vào của tôi là các profile tôi tạo ra được bằng từ máy in, xin lỗi các bạn, tạo ra được từ máy ảnh, máy scan chẳng hạn. Đó, đây profile đầu vào của tôi thì tôi sử dụng một cái không gian màu, trong đây là không gian màu CA Lab, thì tôi chuyển các thông số không gian màu của file đầu vào mình sang không gian màu LAB. Rồi cũng cái profile này tôi xem trên màn hình, từ không gian màu LAB thì trên màn hình này tôi sang với không gian màu là RGB, thì cùng sử dụng không gian màu trung gian đây là LAB ha. Đó. Rồi cái profile thứ ba của tôi là profile khi tôi in ra, và cái profile tôi sử dụng để chuẩn bị để tôi in trên máy in. Thì tôi chuyển thì đây thì trên máy in thì mình biết là mình sử dụng các màu cơ bản ngang Semica để mình in ra. Thì nhiệm vụ trong quản trị màu là các bạn phải màu ở cái profile đầu vào của mình so với các bạn xem các profile đầu vào này trên các thiết bị như là các màn hình, và tới khi các bạn in ra thì các thông số màu nó phải thống nhất với nhau, nó phải giống với nhau, màu sắc nó phải giống nhau từ đầu vào tới khi các bạn xem trên màn hình và các bạn in ra. Đó là mục đích của mình làm quản trị màu. Thì trong cái ví dụ này các bạn thấy ha, cái không gian màu LAB được sử dụng để kết nối các profile lại với nhau trong quản trị màu. Đó. Rồi mình thấy màu sắc trong tới đây thì mình thấy màu sắc sẽ không phụ thuộc vào màu thiết bị. Đây cũng là mục đích chính của trong quá trình quản trị màu. Thì mỗi profile mình thấy là nó sẽ độc lập với nhau. Trên ví dụ này ha, mỗi profile mình thấy nó độc lập với nhau. Từ profile đầu vào ha, cho tới profile các bạn xem trên màn hình, cho tới profile các bạn được in ra trên máy in, độc lập với nhau. Rồi trong phần này rất có cái rất thuận tiện, chẳng hạn như nếu một profile bị thay đổi ha, nếu profile bị thay đổi thì chỉ trên thiết bị tạo profile đó bị ảnh hưởng này, thì mình sẽ chỉnh lại. Đó. Thì dựa vào đây các bạn thấy phép đo màu là rất quan trọng, rất cần thiết trong quá trình làm quản trị màu. Thì ở đây cũng xin giải thích thêm cái ICC là cái gì ha. ICC là gì? ICC chính là thuật ngữ viết tắt của từ International Color Consortium, là hiệp hội về màu sắc quốc tế ha. Đó. Thì đây là những lý do bắt buộc mình phải đo màu. Trong phần kế tiếp là mình sẽ đi tính toán các giá trị màu. Rồi trong phần thứ hai chúng ta nói về đo và tính các giá trị màu. Thì hệ thống đo màu là mình đo dựa trên tiêu chuẩn hệ thống màu CE ha, Hội đồng chiếu sáng quốc tế. Rồi dựa vào tiêu chuẩn này thì các giá trị màu mình thu được là các giá trị kích thích ba thành phần XYZ hoặc là các tọa độ màu XY. Thì từ các giá trị này thì các bạn sẽ suy ra được các giá trị so sánh màu. Đây là một cách tổng quát ha. Thì trong phần kế tiếp tôi sẽ nói chi tiết hơn. Rồi về phương pháp để đo thì ở đây mình có hai phương pháp để đo. Một phương pháp rồi mình gọi là phương pháp đo trực tiếp, là ở đây mình sử dụng mình đo trực tiếp các giá trị XYZ. Đó. Thì dựa vào phương pháp này cũng có rất nhiều thiết bị đo ha, mình gọi là thiết bị đo màu kích thích ba thành phần sử dụng trong đo và kiểm tra màu. Rồi phương pháp thứ hai là phương pháp đo gián tiếp. Thì đo gián tiếp là mình đầu tiên các bạn phải đo phổ phản xạ của vật thể, xong đó sau đó các bạn sẽ kết hợp phổ phản xạ với nguồn phổ của nguồn chiếu sáng với các hàm và hợp màu tiêu chuẩn, rồi các bạn sẽ tính toán các giá trị màu. Thì phương pháp đo này mình gọi là phương pháp đo màu quang phổ. Thì cả hai phương pháp này đều sử dụng để so sánh các giá trị màu với nhau. Đó, đây là cái tổng quát về nó về đo
màu màu. Thì ở mỗi phương pháp thì nó sẽ có cái ưu và cái nhược điểm riêng ha. Thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ đi vào từng cái phương pháp cụ thể ha. Rồi đầu tiên tôi sẽ nói về phương pháp đo trực tiếp các giá trị màu. Thì trong phương pháp đo trực tiếp giá trị màu này mình có hai phương pháp nữa, là phương pháp mẫu ha. Phương pháp thứ hai là tôi gọi là phương pháp sử dụng kính kính lọc màu. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về phương pháp mẫu trước. Đây là cái sơ đồ ha, đây là cái sơ đồ nguyên lý của phương pháp đo màu bằng phương pháp mẫu. Thì ở đây mình sẽ có nguồn chiếu sáng ha, mình chiếu vào vật thể cần cần đo màu. Thì ánh sáng phản xạ từ vật thể sẽ đi qua một hệ hệ thấu kính ha, hệ thấu kính rồi đi qua lăng kính, rồi sẽ chiếu vào. Ở đây tôi có một bộ phận gọi là bộ phận phổ để đặt mẫu ha. Bộ phận phổ để đặt mẫu thì trong bộ phận này thì nó có chứa ba thành phần mẫu là X, Y, Z. Đó. Thì phương pháp này dựa trên phát triển trên phương pháp của Lưu Thơ đặt mẫu bên trong trong này. Rồi các mẫu này sẽ được thiết kế sao cho cái đáp ứng phổ của nó thống nhất với các hàm và hợp màu X ha, đối với mẫu X. Rồi mẫu Y thì tương tự cũng như thế, thì nó phải được thiết kế sao cho cái đáp ứng phổ của nó thống nhất với tỷ lệ với cái hàm và hợp màu Y, và cái mẫu Z cũng như thế. Đó, thì khi ánh sáng chiếu tới vật thể và phản xạ lại đi qua hệ thống thấu kính thì tới đi qua bộ phận chứa mẫu này, nó sẽ so sánh lại với nhau, so sánh với cái mẫu các mẫu mà chứa ba thành phần X, Y, Z này. Rồi ánh sáng tiếp tục đi qua cái đầu cảm nhận quang học, thì cuối cùng mình sẽ tính được các giá trị màu và là các giá trị màu X, Y, Z ha. Sau khi so sánh với các mẫu này thì tương tự cho hai giá trị còn lại là Y, Z cũng như thế ha. Và kế tiếp thì thiết bị này á, thì ít được sử dụng do cấu trúc của chúng phức tạp và giá thành lại cao. Đó. Mình qua cái phương pháp đo gián tiếp các giá trị màu thứ hai là sử dụng các kính lọc màu. Đó, đây mình sử dụng các kính lọc màu X, Y, Z ha. Thì ban đầu là nguồn sáng chiếu tới mẫu, nguồn sáng chiếu tới mẫu ha, rồi sẽ phản xạ lại đi qua ba thành phần kính lọc X, Y, Z này. Đó, rồi sẽ đi tới đầu dò cảm nhận quang học. Thì từ đầu dò cảm nhận quang học này nó sẽ so sánh với các giá trị màu ở các hàm hợp màu X, Y, Z, xong cuối cùng nó sẽ cho ra các giá trị màu kích thích ba thành phần là X, Y, Z. Và trong phần này ha, có một điều chú ý là mình thấy các bạn thấy là việc sắp xếp các kính lọc màu nè, nó ảnh hưởng tới kết quả của phép đo. Thì trong phần này ha, nó có hai cái dạng sắp xếp, một cái dạng sắp xếp là sắp xếp theo mẫu theo dãy ha, sắp xếp kính lọc màu theo theo dãy trường hợp A này. Đó, thì mình thấy khi so sánh với cái các hàm hợp màu X, Y, Z á, thì bạn thấy đây hàm hợp màu X, Y, Z là các đường là liền nét ha, X, Y, Z là các đường liền nét. Rồi khi ánh sáng chiếu từ mẫu, ánh sáng chiếu tới mẫu và phản xạ lại đi qua ba loại kính lọc này, với điều kiện thứ nhất là các loại kính lọc là sắp xếp theo dãy như thế này, thì mình thấy đây các đáp ứng phổ ha, đáp ứng phổ đi qua kính lọc là các đường đứt nét này các bạn. Đó, nó cũng gần với các hàm hợp màu X, Y, Z ha. Đây là trường hợp sắp xếp kính lọc theo phương pháp thứ nhất, là phương pháp trường hợp A các bạn thấy. Và trường hợp thứ hai là trường hợp B, là các loại kính lọc này được sắp xếp song song với nhau. Rồi trước khi đi vào trường hợp B thì tôi cũng xin nhắc lại ha, thì mình thấy các phổ đáp ứng nè. Trong đây thì các bạn thấy nó chỉ đáp ứng cách tương đối thôi, chứ chưa có khít ha. Thì điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả của phép đo của mình có chính xác hay là không. Trong trường hợp thứ hai là mình đi vào cách sắp xếp các kính lọc màu song song với nhau. Đó. Thì các đáp ứng phổ của mình thấy trên hình này, mình thấy nó trùng khít với các hàm hợp màu X, Y, Z hơn. Thì trong phần này thì nó sẽ cho kết quả đo màu của mình chính xác, có độ chính xác cao hơn. Thì đối với trong các thiết bị đo màu hiện tại thì mình thấy là ta sử dụng các phương pháp này là nhiều nhất ha. Phương pháp kính lọc quang học là nhiều nhất để sử dụng để đo màu. Đó. Và cái phương pháp trong phương pháp này thì người ta sử dụng phương pháp là sắp xếp các kính lọc song song với nhau. Đó, thì sẽ cho kết quả đo chính xác hơn. Rồi một phương pháp
đo màu nữa, tôi gọi là phương pháp đo đo màu gián tiếp ha. Thì phương pháp này tôi gọi là phương pháp đo màu quang phổ. Thì để trong phương pháp này thì để tính được các giá trị màu thì đầu tiên các bạn phải đo phổ phản xạ của vật thể đó ha. Đo phản xạ của vật thể đó, phương pháp này mình để đo phổ phản xạ mình có phương pháp gọi là đo phổ phản xạ bằng cầu tích phân các bạn. Đó, mẫu mình đặt ở đây ha, thì ánh sáng phản xạ sẽ chiếu vào mẫu, thì cuối cùng khi ánh sáng chiếu vào mẫu phản xạ lại và đi qua các thiết bị quang học và qua các phần mềm xử lý, thì cuối cùng mình có thu được gọi là thu được phổ phản xạ. Thì từ phổ phản xạ này các bạn sẽ kết hợp với cái phổ phân bố năng lượng của nguồn sáng chuẩn kết hợp với các hàm và hợp màu, thì các bạn sẽ tính toán được các thông số màu ha. Các bạn tính toán thông số màu, ví dụ tôi đo được phổ phản xạ rồi, tôi kết hợp với hai yếu tố như tôi mới vừa trình bày các bạn đó, là phổ phân bố của nguồn sáng và các hàm và hợp màu tiêu chuẩn XYZ, thì các bạn sẽ tính được các giá trị màu kích thước 3 thành phần XYZ. Dạn điểm chú ý ha, trong phần này thì trong phần đo mẫu phổ phản xạ nè, thì nó có hai cái góc điều kiện quang học để bạn đo. Góc điều kiện quang học thứ nhất là chùm sáng chiếu tới ha, nó nằm so với cái hướng đo, hướng mà đầu cảm nhận quang học nè các bạn, là cảm nhận ánh sáng đó, là góc là 45 độ. Hoặc trường hợp thứ hai ha, trường hợp ánh sáng chiếu tới mẫu trực tiếp luôn, thì ở đây mình đặt cái đầu dò quang học đó, mình ở cũng nghiêng một góc 45 độ luôn, thì do đó mình mới có cái mô hình là hình học, mô hình hình học trong quá trình đo phổ phản xạ là 450 hoặc là 045 là như thế. Thì phương pháp đo màu từ phổ phản xạ ha, thì phương pháp này là cho kết quả chính xác nhất. Thì phương pháp này thường sử dụng trong quá trình là nghiên cứu về bích măng ha, nghiên cứu về màu sắc, về bích măng, các loại bích măng sử dụng trong mực in, trong sơn ha, vân vân. Đó, rồi đã tính được các giá trị XYZ như tôi mới vừa trình bày với các bạn á, thì tôi tóm tắt lại trên hình này ha. Đầu tiên thì tôi phải có phổ phân bố năng lượng của nguồn sáng mà đo màu theo CE là nguồn sáng chuẩn được CE đưa ra ha. Cái thứ hai tôi phải có phổ phản xạ của vật thể, thì tôi kết hợp hai thành phần này lại ha, và đồng thời kết hợp hai thành phần này lại, các bạn nhân hai cái phổ này lại các bạn, rồi mình sẽ nhân với các hàm và hợp màu X, Y, Z đó. Thì các hàm và hợp màu này trong phương pháp đo màu nó sẽ thay thế cho mắt người, thì do đó các giá trị màu của mình ở đây, từ đây các bạn thấy nó sẽ thống nhất với nhau, nó sẽ thống nhất ha. Thì cuối cùng mình ra được các giá trị kích thích ba thành phần X, Y, Z ha. Đây, các giá trị này được tính toán theo các công thức như thế này. Thì ở đây mình có ba giá trị kích thích X, Y, Z. X bằng cái gì? X bằng K nhân tích phân trong miền ánh sáng nhìn thấy từ 360 cho tới 780 nanomet. B lambda chính là phân bố phổ phản xạ của nguồn sáng chuẩn. R lambda chính là phổ phản xạ của vật thể mà mình muốn đo và tính toán các giá trị màu. Rồi X lambda chính là hàm hòa hợp màu X. Tương tự giá trị Y thì cũng như thế ha. Thì ở đây mình thế vào hàm hòa hợp màu Y. Rồi giá trị Z cũng tương tự như thế, ở đây mình thay thế vào hàm hòa hợp màu Z. Thì trong công thức này các bạn thấy nó có thừa số, ở đây gọi là thừa số K ha. Thừa số K ở đây mình gọi theo lý thuyết các bạn học á, là thừa số cường chuẩn hóa cường độ của thừa số cường chuẩn hóa cường độ của nguồn sáng ha. K bằng cái gì? K bằng 100 chia cho tích phân từ 360 cho tới 708 nhân B lambda ha, nhân Y lambda, D lambda. Thì ở đây mình thấy D lambda nó chạy từ 360 cho tới 708, và trong các thiết bị đo màu hiện tại ha, mình thấy nó mỗi bước nhảy của nó là 5 nanomet chẳng hạn. Có một điều các bạn cần lưu ý như này, các bạn muốn tính toán các giá trị màu từ phương pháp đo màu phổ phản xạ, từ phương pháp đo màu phổ á, thì như tôi mới vừa trình bày với các bạn đó, là các bạn phải đo phổ phản xạ của vật thể. Thì trong quá trình đo phổ phản xạ của vật thể, bạn chú ý giùm tôi là bước nhảy của mình là D lambda, các bạn phải cài đặt ở chế độ là nhảy 5 nanomet ha. Để làm chi? Để trong quá trình mình kết hợp với các B lambda của nguồn sáng chuẩn nè các bạn, các hàm hòa hợp màu XYZ nè, nó cũng theo bước nhảy là 5 nano, thì lúc đó các bạn mới tính toán được ha. Thì đây là một điều cần chú ý trong quá trình là thực nghiệm. Cái này tôi nói thêm ha.
Rồi tôi sẽ nói về nguồn sáng chuẩn nha. Thì trong nguồn sáng chuẩn thì mình quan trọng là cái phổ phân bố năng lượng của nguồn sáng đó. Ví dụ hình bên này thì cho bạn thấy phổ phân bố năng lượng của các loại nguồn sáng khác nhau. Ví dụ nguồn sáng D ha, thì trong cái nhóm nguồn sáng D này tôi có nguồn sáng D65 nè, D50 nè, D55 nè, D75 nè. Rồi nguồn sáng C ha. Đó. Thì trong nhóm nguồn sáng D 50, 55, 75, 65 thì bạn coi cái hiệu này là nó là cái gì ha? Cái hiệu này chính là nhiệt độ màu của bạn. Ví dụ D50 là nhiệt độ màu của nó là 5000 độ K, 65 là 6500 độ K tương ứng với ánh sáng ban ngày, 75 là 7500 độ K. Đó. Rồi cũng một phần mình cần chú ý nữa ha, là dựa vào cái phổ phân bố năng lượng của nguồn sáng nè thì mình sẽ biết các thành phần năng lượng trong này. Tôi ví dụ ha, ví dụ các nguồn sáng D ở đây mình thấy có vùng ánh sáng UV đây nè các bạn, thấy vùng vùng ánh sáng UV ha, cường độ nó cao hơn so với nguồn nguồn sáng A, xin lỗi các bạn, cường độ nó cao hơn so với nguồn sáng C trong cái phổ này ha. Thì trong phần này thì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình mà các bạn đo đo màu, đặc biệt là trong quá trình các bạn đo giá trị độ sáng và độ trắng của giấy ha. Rồi các hàm hòa hợp màu thì trong phần này tôi sẽ làm cho rõ cho bạn về các hàm hòa hợp màu mà mình được sử dụng theo cái tiêu chuẩn, theo cái phương pháp đo màu tiêu chuẩn theo CE ha. Thì đầu tiên á, tôi nhắc lại về lịch một chút ha, là các hàm hòa hợp màu này được thực hiện bởi Raman để xác định các giá trị kích thước RGB. Đó. Thì thực nghiệm được mô tả như sau. Thì ở đây tôi có ba nguồn sáng R RGB ha, red, green, blue. Ở đây tôi có màu test tôi cần kiểm tra. Ở đây tôi có một cái người quan sát. Đó. Thì nhiệm vụ của người quan sát này điều chỉnh cường độ của ba nguồn sáng này sao cho nó giống với nguồn sáng, sao cho nó giống với màu của nguồn sáng mẫu bên này. Đó. Ví dụ màu vàng. Ở đây nguồn sáng mẫu là màu vàng thì nhiệm vụ của người này là phải điều chỉnh cường độ của ba nguồn sáng này sao cho ra nó ra màu vàng. Quan sát trên đây là màu vàng ha, và đồng thời là cái người quan sát này nhìn ở phía bên đây cũng là màu vàng của cái mẫu mình cần test đó. Rồi thí nghiệm này được thực hiện như thế ha. Thì cái màu của cái màu test này các bạn phải giống với cái màu bằng kết hợp trên cái màn trắng này từ ba thành phần ánh sáng RGB đó. Ví dụ cái hình này ha, minh họa cho bạn thấy cái màu màu yellow thì nhiệm vụ kết hợp ba thành phần này này lại nó phải ra cái màu yellow giống như màu mình test đó. Thì thực hiện tương tự cho các màu còn lại ha, và nó sẽ chạy trong dải quang phổ của miền ánh sáng nhìn thấy đó. Rồi nhiệm vụ của người quan sát là điều chỉnh cường độ sáng của ba thành phần nguồn sáng RGB này. Thì sau đó tiếp theo sao ha, Wright cũng sử dụng cái thuyết thực nghiệm dựa trên của Raman với 10 quan sát chuẩn ha, và cũng một năm kế tiếp đó Guy cũng sử dụng cái thí nghiệm tương tự như thế mà sử dụng cho 7 quan sát viên ha. Thì đã thống nhất trong quá trình đo màu thì CE mới kết hợp các thí nghiệm của Wright và Guy lại với nhau dựa trên nền tảng thí nghiệm của Raman. Thì trong thời điểm đó các bạn là hai ông này là thực hiện thí nghiệm độc lập với nhau, chỉ cách nhau 5 năm thôi, thực hiện thí nghiệm độc lập và cho kết quả tương tự với nhau. Do đó CE mới kết hợp các kết quả thực nghiệm này lại để xây dựng cái các hàm hòa hợp màu tiêu chuẩn theo CE ha. Đó. Thì các hàm hòa hợp màu tiêu chuẩn này sẽ thay thế cho mắt người. Thì tới đây các bạn thấy khi các giá trị màu mà được đo theo tiêu chuẩn CE thì chắc chắn nó sẽ các giá trị màu nó sẽ là cố định ha, không thay ổn định, không thay đổi ha so với quá trình cảm nhận màu ở mắt người đó. Rồi dựa trên các kết quả thí nghiệm như tôi vừa trình bày ha, thì CE mới chuẩn hóa nó lại đó. Thì đây là cường độ sáng tương đối của ba nguồn RGB ha. Thì bước sóng của ánh sáng đỏ đây là khoảng tại 700 nanomet ha, màu green là 546.1 nano, rồi màu blue là 435.8 nano. Đây là cường độ sáng tương đối của ba thành phần này đó. Và cái hình bên đây là tôi ví dụ lại cho bạn là cái thí nghiệm mới vừa thực hiện nha đó.
là cái màu test của tôi là màu yellow. Thì ở đây là nhiệm vụ của người quan sát viên là phải điều chỉnh ba thành phần cường độ ánh sáng này sao cho cái màu mà quan sát trên màn nó phải giống với cái màu test này. Rồi tiếp theo thì trong quá trình thực hiện thực nghiệm á, thì nó gặp một số vấn đề với một số màu đó, chẳng hạn như trong ví dụ ở đây ha, là cái màu cyan. Thì để tạo ra cái màu cyan trong phần này á, thì các quan sát viên không tạo được ha, nên họ mới nghĩ ra cách là họ chuyển cái nguồn sáng red qua đây. Thì nguồn sáng red này kết hợp với nguồn sáng cyan này, và đồng thời nguồn sáng R này kết hợp với nguồn sáng B này, đó, nó sẽ cho ra cái màu như thế này, bằng quan sát thấy đây. Do đó trong phần này các bạn mới thấy là trong cái phần mà kế tiếp tôi sẽ trình bày á, nguyên do là mình chuyển cái nguồn sáng là nên trong cái phần mà tọa độ màu các bạn thấy nó sẽ có phần giá trị âm. Rồi tôi sẽ nói thêm cái phần này ha. Rồi theo định lực Riemann ban đầu á, thì một kích thích màu F ha, thì sẽ bằng các thành phần RGB cộng lại theo tỷ lệ hệ số tỷ lệ RGB nào đó, ba nguồn sáng kích thích ha, RGB là tôi để trong dấu ngoặc các bạn, theo tỷ lệ RGB ở đây không có dấu ha. Đó. Thì với thí nghiệm này ha, thì cái nguồn sáng kích thích này phải kết hợp với cái nguồn sáng R, đây nguồn sáng kích thích F lambda nè, kết hợp với nguồn sáng R tôi mới vừa người trong thí nghiệm này mới vừa chuyển qua nguồn sáng này, thì F lambda cộng F R thì bằng G nhân nguồn sáng R ha, cộng B nhân nguồn sáng B. GB đây tôi nhắc lại đây, đây là các hệ số tỷ lệ thôi, còn đây là các nguồn chiếu sáng đem làm thí nghiệm này. Đó, thì theo định luật Riemann mình chuyển lại thì cuối cùng cái thành phần ánh sáng R này nó mang cái dấu âm ha. Đó, thì trong phần này để giải thích cho các bạn là tại sao trong thực nghiệm của mình mà các tọa độ màu á nó có thành phần âm trong đó. Đây. Ở đây tôi sẽ trình bày tóm tắt lại các kết quả thí nghiệm của Rai. À, của Rai và Gai ha. Thì kết quả thí nghiệm của Rai được thực hiện khoảng năm 1929. Và kết quả thí nghiệm này được công bố vào ngày 14 tháng 3 năm 1929 ha, sử dụng cho 10 quan sát viên. Thì các tọa độ màu thu được như thế này các bạn. Đó. Rồi sau đó ha, sau đó thì Gai cũng công bố kết quả thí nghiệm sử dụng tương tự. Đó. Thì các bạn nhớ thời đó ha, thời đó đâu có mạng internet như bây giờ, do đó mỗi nhà khoa học sẽ thực hiện cách độc lập với nhau, nhưng mà cùng ý tưởng với nhau. Đó, các bạn thấy cùng ý tưởng với nhau, trừ khi các bạn hai người này thực hiện độc lập với nhau ha, trừ khi mình tới khi các nhà khoa học công bố lên tạp kết quả, công bố kết quả thí nghiệm lên tạp chí rồi thì mới thấy nó giống nhau. Thì từ kết quả thí nghiệm phù hợp nè, CE mới kết hợp lại ha, hợp lại hai kết quả thí nghiệm của hai ông này để tạo các hàm hợp màu theo tiêu chuẩn của CE sử dụng trong đo màu. Đó. Thì theo hai cái kết quả thí nghiệm này của hai nhà khoa học này, các bạn thấy trong phần tọa độ màu nó có xuất hiện cái giá trị âm ha. Thì tới đây mình ta biết tại sao nó xuất hiện giá trị âm rồi, là dựa vào kết quả thí nghiệm hồi nãy ha. Đó. Rồi tiếp theo thì dựa trên các kết quả thực nghiệm này, nghĩa là kết quả thực nghiệm của Gai và Rai các bạn, thì CE mới đưa ra các hàm hợp màu tiêu chuẩn. Đây, các hàm hợp màu ở đây chính xác hơn là các tọa độ màu ha, tọa độ màu phổ RGB và là CE 1931. Đó, thì từ các tọa độ màu này thì CE mới thực hiện đưa qua các gọi là chuyển qua các hàm hợp màu thông qua các một số phép biến đổi về mặt toán học ha. Đó. Rồi tôi cũng nói thêm chỗ này ha, thông qua số phép biến đổi, nếu có thời gian thì tôi sẽ trình bày rõ hơn cho các bạn trong quá trình CE đã chuyển từ các tọa độ màu RGB sang các hàm hợp màu RGB như thế nào ha. Hàm hợp màu thì ký hiệu hơi khác một chút là có dấu gạch ở trên đầu. Đó. Thì ở đây biến đổi toán học thôi, nhưng mà cũng mất thời gian ha, giai đoạn chuyển từ đây qua đây cũng rất là mất thời gian. Rồi trong phần này câu hỏi là tại sao có phần âm đối với thành phần R như này. Thì nãy các bạn biết rồi ha, trong quá trình kết quả thực nghiệm hồi nãy của Gai và Rai thì mình biết rồi. Này.
phần âm là dựa vào định luật Riemann như tôi mới vừa trình bày với các bạn đó các bạn. Đó, đối với định luật Riemann thì cuối cùng mình sẽ xuất hiện cái thành phần trừ R ở đây, do nó mới có cái giá trị tọa độ màu là âm là như thế. Và thời đó thì việc tính toán các giá trị màu mà chứa giá trị âm như thế thì rất khó tính toán ha, rất khó tính toán so với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thời đó. Do đó CE mới chuyển từ hệ thống màu RGB sang không gian màu gọi là không gian màu XYZ ha. Để chi? Mục đích để cho nó mất cái phần âm này đi, thì cũng sử dụng qua cách pháp biến đổi mà trận đó. Thì nếu có thời gian tôi cũng sẽ trình bày với các bạn cái phần này ha. Thì thông qua các pháp biến đổi mà trận này thì CE mới thu được các không gian màu, xin lỗi bạn, thu được các hàm và hợp màu XYZ ha, chuyển từ các thông số RGB sang các hàm và hợp màu XYZ đó, thì các bạn sẽ thấy nó mất phần âm dưới đây. Thì với điều kiện tính toán thời đó thì dựa vào phần này thì sử dụng không gian màu này để mô phỏng các màu của vật thể, hay là ví dụ là màu của mực in đó các bạn đó. Ở đây còn hàm và hợp này màu, các hàm và hợp màu bên đây chủ yếu là sử dụng để mô tả màu của nguồn sáng nha. Đây là mô phỏng màu của vật thể, ví dụ là của mực in, của sơn chẳng hạn đó. Là các bạn nhớ giùm tôi, trong quá trình biến đổi nè, mình thực hiện các phép biến đổi toán học ở đây là cũng mất thời gian ha, để chuyển đổi từ đây qua đây, nhưng mà cũng có nhiều thú vị ha. Rồi phần tiếp theo của mình là nói về các góc quan sát chuẩn. Nghĩa năm 1931 thì CE đưa ra cái hàm và hợp màu dựa theo cái quan sát chuẩn là 2 độ. Thì cái hàm và hợp màu mình thấy các đường liền nét nữa các bạn. Thì sau đó năm 1964 thì CE đưa ra cái hàm và hợp màu là 10 độ. Thì ở đây mình cần chú ý hàm và hợp màu 2 độ là sao? Hàm và hợp màu 10 độ là sao? Rồi trong ngành in có sử dụng các hàm và hợp màu này hay không? Đó, đó là điều mình cần chú ý ha. Đây, hàm và hợp màu theo chuẩn 2 độ các bạn là tính theo CE là tính theo cái diện tích của võng mạc trên mắt người mà bị cái diện tích phần ánh sáng tác động lên đó là 2 độ ha. Đó là mình gọi là tiêu chuẩn CE năm 1931. Rồi tiêu chuẩn 10 độ thì cái phần diện tích trên võng mạc mà bị ánh sáng tác động lên nè để gây ra sự cảm nhận màu á, thì cái phần diện tích nó lớn hơn là gọi là CE năm 1964 ha. Đó, do đó tại sao, do đó mình mới có cái hàm và hợp màu tiêu chuẩn theo chuẩn 10 độ và chuẩn 2 độ là như thế. Rồi trong ngành in mới sử dụng hai cái chuẩn này để đo và tính toán các giá trị màu. Góc 2 độ á, thì sử dụng để quan sát hay để đo màu đối với sách báo và tạp chí nha. Nói chung các sản phẩm mà gần mắt của mình. Rồi góc quan sát là 10 độ để dùng để đo màu các sản phẩm in mà ở xa các bạn, ví dụ như các banner, affix, các biển quảng cáo ha. Đó. Rồi cái thành phần thứ ba để tính toán được cái giá trị màu của mình là phải có phổ phản xạ của vật thể. Đó, thì đây là hệ thống đo phổ phản xạ, tôi gọi là hệ thống đo phổ phản xạ khuếch tán ha, và ngữ pháp là cầu tích phân. Thì có phổ phản xạ này rồi kết hợp với hai thông số như tôi nhắc đi nhắc lại với các bạn, đó là nguồn sáng chuẩn ha, và các hàm và hợp màu như tôi mới vừa trình bày với các bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ có các thông số màu kích thích ba thành phần. Thì khi các bạn có các thông số màu kích thích ba thành phần rồi thì mình có sẽ chuyển sang các không gian màu khác nhau đó. Thì tóm lại trong phần này, để tính được các giá trị màu kích thích ba thành phần thì các bạn cần ba yếu tố. Thứ nhất là nguồn sáng chuẩn nha. Cái thứ hai là phổ phản xạ của vật thể. Cái thứ ba là các hàm và hợp màu tiêu chuẩn. Thì các hàm và hợp màu này nó sẽ có hai cái chuẩn ha. Một cái chuẩn là 2 độ được xây dựng vào năm 1931, và một cái chuẩn là 10 độ được xây dựng vào năm 1964. Thì có ba thành phần này rồi thì các bạn sẽ xác định được ba giá trị XYZ ha. XYZ. Đó. Rồi trong phần này đối với các bạn học phần thực hành thí nghiệm thì bạn chú ý giùm tôi trong đo màu ha. Thì mình cần chú ý điều kiện đo. Điều kiện đo ở đây là gì? Thí dụ nguồn sáng các bạn sử dụng trong đo màu là nguồn sáng nào? Góc quan sát các bạn sử dụng là góc quan sát nào? 2 độ hay là 10 độ? Rồi cái góc hình học của thiết bị các bạn cũng phải biết. Rồi cái đế mà các bạn lót mẫu để bạn đo, bạn cũng phải biết. Biết đang chi các bạn? Biết để mình so sánh màu mình đo
với cái chuẩn người ta đưa ra. Thì điều kiện đo bạn phải giống điều kiện đo mà trong chuẩn người ta mô tả. Đó, đó là một chú ý quan trọng ha, về phần đo đo màu. Rồi tôi cũng sẽ nói thêm về phần khác biệt giữa cái phép đo màu và phép đo mật độ mà mình đã học cái buổi trước ha. Thì phép đo mật độ là nó mù màu mà cho giá trị là chủ yếu là cho giá trị về density thôi, để đánh giá độ dày lớp bậc thôi, đó là mù màu ha. Còn phép đo màu thì nó sẽ cho bạn thông số về về màu sắc. Hai hình như này bạn thấy mặc dù cái giá trị mật độ là như nhau nhưng các thông số màu nó là khác nhau, là như thế ha. Và cũng từ giá trị kích thích ba thành phần này XYZ này, tôi có thể chuyển nó qua các không gian màu khác nhau, ví dụ như không gian màu CALAB hoặc là CALOV vâng vâng, còn nhiều không gian màu nữa khác nữa các bạn. Ở đây tôi sẽ trình bày những không gian màu mà trong ngành in có sử dụng phổ biến cho mình in thôi. Ví dụ đây là cái không gian màu EXE, rồi không gian màu LAB thì tôi mới vừa nói cho bạn, và không gian màu LCH ha. Rồi LCH nó là gì thì trên đây tôi có trình bày ha, có ghi ra sẵn rồi. Thì đầu tiên tôi nói về cái tọa độ màu XY, thì tọa độ màu này nó được suy ra từ các giá trị màu kích thích ba thành phần ha. Đó. Thì từ giá trị XYZ tôi sẽ tính được giá trị XY nhỏ, tôi gọi là gì, đây là tọa độ màu XY ha. Thì X bằng X chia cho tổng giá trị X cộng Y, tương tự Y cũng như thế, Y chia tổng giá trị X cộng Y. Thì dựa vào đây thì tôi vẽ được cái biểu đồ màu như thế này ha. Thì biểu đồ màu này tôi gọi là biểu đồ màu năm 1931, thì nó chứa các tọa độ màu trong này. Thì trong phần này thì giá trị Y được xem như là giá trị cường độ sáng ha. Thì các màu nó được tạo ra trong cái biểu đồ màu này, các màu vật lý ha, được tạo ra trong cái biểu đồ hình móng ngựa này. Thì tất cả các màu nằm trong trong này ha. Đó. Rồi. Đối với các màu đơn sắc thì nằm trong cái đường biên này các bạn. Đó, đối với màu đơn sắc nằm trong đường biên này ha. Rồi, sử dụng cái không gian màu này để làm cái gì các bạn? Không gian màu CXYZ này để làm cái gì? Tôi ví dụ ha. Ví dụ đối với trong ngành công nghiệp bức in thì tôi sử dụng không gian màu này để đánh giá cái độ tinh khiết của bức măng. Đó. Thì đã đánh giá nó thì đánh giá như thế nào, thì dựa vào cái biểu đồ màu XY tôi mới vừa trình bày cho các bạn á. Thì ở đây nó có những thông số mình cần chú ý ha. Thông số cần chú ý. Thứ nhất là tọa độ màu của cái nguồn sáng mà các bạn sử dụng để kiểm tra. Ký hiệu đây là cái điểm W nè các bạn. Và cái thứ hai là tọa độ màu của cái mẫu mà mình muốn kiểm tra. Ví dụ đây tôi có mẫu bít măng tôi cần kiểm tra, thì tọa độ màu nó nằm tại cái vị trí điểm A này chẳng hạn. Đó. Thì đường nối giữa điểm trắng của nguồn sáng với điểm A mà kéo dài nó sẽ cắt cái đường biên của cái biểu đồ màu XYZ này, tại tôi gọi là tại điểm D. Thì tại đây mình sẽ xác định được cái bước sóng, mình gọi là bước sóng dominant wavelength. Bước sóng này là bước sóng đóng góp chủ yếu cho màu sắc. Thì ở đây các bạn sẽ có ba cái điểm, có ba tọa độ khác nhau. Đây W là tọa độ của nguồn sáng mà các bạn sử dụng để kiểm tra cái mẫu bít măng của mình. Tôi ví dụ ha, là mẫu bít măng ha, hay bất kỳ mẫu nào đó. Với A là tọa độ màu của mẫu mình tính được từ cái không gian màu, từ cái giá trị kích thích ba thành phần XYZ ha, X lớn, Y lớn, Z lớn. Ở đây mình có tọa độ màu X nhỏ, Y nhỏ của mẫu A. Rồi D là mình có XD, ID ha, là của bước sóng đóng góp về màu sắc. Thì sử dụng cái công thức, cái biểu đồ màu này mình sẽ đánh giá được cái color purity ha, cái độ tinh khiết của màu đó, bằng độ dài hình học của đoạn WA này các bạn, chia cho WD ha. WA, WD chính là các tọa độ màu mình đã biết rồi, bằng công thức tính theo toán học cơ bản ha. XA trừ XW tất cả bình phương cộng IA trừ XW tất cả bình phương, nói chung là giống công thức này ha, để mình tính cái tính ngay độ tinh khiết của màu sắc của mẫu. Rồi tôi ví dụ ha, tôi có một mẫu, tôi có tọa độ màu như thế này ha. Tôi ví dụ cụ thể, đối với mẫu tôi có tọa độ màu 0.2, 0.6. Rồi nguồn sáng chuẩn của tôi là có tọa độ màu là 0.33 ha, điểm sáng điểm trắng ở đây các bạn. Rồi dựa vào từ đây ha, từ
tọa độ màu của nguồn sáng chuẩn ở đây, rồi tọa độ màu của mẫu ở đây, thì các bạn sẽ nối dài hai cái điểm này, thì sẽ cắt cái đường biên tại bước sóng lambda d nào đó ha. Mà lambda d này tôi xác định được nó là 515 nanomet, thì bước sóng này gọi là bước sóng dominant wavelength, bước sóng đóng góp về về màu sắc. Rồi tại vị trí này tôi xác định được cái lambda d đó. Đây là phương pháp xác định lambda d ha. Rồi sử dụng công thức này có ba tọa độ của ba điểm, rồi sử dụng công thức này tôi sẽ tính được cái CB của tôi là CB của tôi là 55% các bạn, CB ha, purity 55% tại bước sóng đóng góp là 515 nanomet. Thì cái thành phần ánh sáng trắng đóng góp trong này sẽ là 45%. À, như tôi nói ngay từ đầu các bạn, thì thành phần ánh sáng trắng mà hiện diện trong mẫu thì nó sẽ làm cho cái màu mình nó ít bão hòa đi. Đó, cái điểm màu mình làm đây nè, mình thấy nó ít bão hòa đi. Như thế thì cái điểm màu này càng xa, càng nằm gần đường biên thì nó sẽ càng bão hòa hơn, là cái độ tinh khiết của nó sẽ càng càng cao đó. Thì cái không gian màu này được sử dụng nhiều để đánh giá màu của bitmang ha, trong điều chế mực in, trong điều chế sơn như hàng. Rồi cũng từ các giá trị màu kích thích ba thành phần XYZ thì tôi mới suy ra được các giá trị trong không gian màu LAB. Đây ha, các giá trị màu trong không gian màu LAB thì được suy ra như công thức này. Đó, các bạn thấy trên màn hình này, LAB. Rồi các bạn sẽ thấy trong quá trình chuyển đổi từ không gian màu các giá trị kích thích ba thành phần XYZ các bạn sang không gian màu LAB thì nó sẽ chứa các hằng số như thế này. Thì cái hằng số này xuất hiện trong quá trình mình biến đổi ha, giữa hai không gian màu đó. Đây, không gian màu LAB ha, LAB. Rồi trong phần này ha, tôi ví dụ ha, trong quá trình các bạn tính toán thì các bạn chú ý giùm tôi, như tôi nói với bạn là ngay từ đầu hồi nãy đó, là điều kiện đo. Ví dụ trong phần này điều kiện đo của tôi là sử dụng nguồn sáng chuẩn D65. Đó. Thì XN X lớn ha, N Y lớn, N Z lớn, N là các giá trị kích thích ba thành phần của nguồn sáng chuẩn các bạn. Đó, các bạn mới thế vào đây ha. Thế vào công thức này mình sẽ tính được các giá trị LAB. Rồi như XYZ là gì? XYZ là các giá trị kích thích ba thành phần của mẫu các bạn đo được. Đó, đo được từ phổ phản xạ ha. Đo được. Thì đây, tới đây các bạn thấy nếu bạn có phổ phản xạ của vật thể thì chắc chắn các bạn sẽ có được các giá trị kích thích ba thành phần XYZ, và có được các giá trị kích thích ba thành phần thì các bạn sẽ chắc chắn các bạn sẽ có được các giá trị màu màu láp. Ví dụ trong trường hợp này ha, là mình thế vào công thức này thì mình sẽ tính toán được các giá trị màu láp. Rồi các giá trị U phẩy N, V phẩy N là gì các bạn? Là giá trị tọa độ màu sử dụng trong không gian màu là UV ha, đối với nguồn sáng chuẩn D65 là như thế. Và trên này đó, thì cái không gian màu đó tôi sẽ nói kế tiếp ha. Rồi dựa vào đây thì các bạn sẽ có được thông số màu láp của mẫu mình muốn đo. Thì đối với các bạn học thực hành thí nghiệm á, thì các bạn sẽ sử dụng máy các bạn đo, đo thì nó sẽ ra luôn giá trị ba giá trị LAB cho các bạn. Rồi giả sử các bạn không sử dụng máy đo, mình có ba giá trị XYZ, ba giá trị kích thích ba thành phần của cái mẫu nó, thì các bạn vẫn tính được các giá trị LAB của mẫu đó ha, bằng cách là các bạn sử dụng công thức này. Thì từ đây tới đây thì các bạn đã hiểu rõ cách mình có giá trị ba giá trị LAB như thế nào rồi. Lý thuyết màu là sẽ trình bày cho bạn rõ về phần đó là như thế đó các bạn. Là như tôi nói ha, là mình cần chú ý điều kiện đo và các chuẩn quan sát để mình chi các bạn, để mình chọn cái giá trị XN, YN, ZN cho nó đúng rồi các bạn. Đó. Thì tôi cũng nhắc thêm ha, đối với các bạn học phần thí nghiệm thì trong phần này mình sẽ có hai phần. Một phần tôi sẽ cho các bạn tính bằng tay. Là tôi có ra ba giá trị XYZ rồi các bạn. Tính bằng tay giùm tôi các giá trị LAB này. Và cái thứ hai bằng đo bằng máy, rồi mình so sánh lại kết quả mình có giống nhau không. Chắc chắn là giống nhau đó các bạn. Nếu không giống nhau thì sao? Nếu không giống nhau thì các bạn phải coi lại điều kiện các bạn đo ha. Đó. Rồi cũng dựa vào thì trong không gian màu LAB này để đánh giá sự khác biệt về màu sắc ha. Ví dụ ha, dựa vào ba giá trị LAB trong không gian màu, tôi có thể so sánh cái màu của cái mẫu so với màu của cái màu tham chiếu ha, là bằng cách là tính cái delta e các bạn. Delta e thì tính dễ dàng ha. Ví dụ mình có tọa độ màu của
của mẫu với tọa độ màu của cái vật, tọa độ màu của thanh của cái mẫu tham chiếu với cái mẫu mình in ra, thì bạn phải có thể tính được cái delta này thông qua công thức toán học như thế này. Đó. Rồi thì dựa vào giá trị delta này thì mình sẽ đánh giá sự sai biệt màu ha. Đó. Dựa vào giá trị delta các bạn sẽ đánh giá là sai biệt màu. Tôi ví dụ delta cứ nằm giữa 0 và 1 thì nói chung sự sai biệt là không không cảm nhận được ha. Nếu mà delta nằm giữa 1 và 2 thì đây sẽ có sự sai biệt rất là nhỏ ha. Chỉ cảm nhận được ở ở những người mà làm có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực màu sắc thôi. Rồi giá trị delta E nó nằm giữa 2 và 3.5 và từ 3.5 trở đi, nói chung từ đây là sai biệt trung bình cho tới lớn nha. Thì đây mình sẽ cảm nhận được sự khác biệt về màu sắc giữa hai mẫu. Rồi bên cạnh đó thì cũng có không gian màu LUV. Đó. Thì có không gian màu này cũng được suy ra từ ba giá trị kích thước ba thành phần x, y, z ha. Đó. XN, EN, ZN như tôi mới vừa nói với bạn, XN, EN của nguồn. Ví dụ trong điều kiện nãy mình sử dụng nguồn sáng D65 thì mình sử dụng ở đây là EN của nguồn sáng D65. Rồi U, U phẩy N ha. V phẩy N là tọa độ màu của nguồn sáng chuẩn các bạn sử dụng. Rồi, U phẩy, V phẩy mà không có N là tọa độ màu của vật thể mà mình tính được. Thì bạn nhớ giùm tôi ha, từ giá trị kích thước ba thành phần x, y, z á, x, y, z lớn mà. Các bạn tính được các tọa độ màu x nhỏ y nhỏ ha, các bạn cũng tính được cái tọa độ màu u phẩy v phẩy luôn đó. Thì từ đây mình sẽ suy ra được các giá trị LUV đó. Ở đây trong phần này ha thì mình sử dụng u phẩy v phẩy là như thế nào bạn. Rồi cũng dựa vào giá trị x y z, cái giá trị kích thước ba thành phần này mình cũng sẽ tính được độ trắng của vật thể ha. Mà cụ thể đối với các bạn học thực hành thí nghiệm là mình sử dụng công thức này để mình tính độ trắng của giấy in. Thì theo CA định nghĩa giá trị độ trắng của giấy nó là hàm theo ba giá trị kích thước ba thành phần x y z ha, dưới điều kiện là chuẩn ISO. Thì đối với phương trình mà tính độ trắng theo cái chuẩn quan sát là 2 độ các bạn, chuẩn quan sát 2 độ nghĩa mình dựa vào điều kiện mình tính được giá trị x y z lớn theo cái hàm của hàm màu là 2 độ thì nó như thế này. WI thì bằng y lớn cộng cho 800 nhân x, xn trừ x hen cộng 1700 yn trừ y, thì xn yn là tọa độ màu của nguồn sáng chuẩn ngang, còn x nhỏ y nhỏ là tọa độ màu của vật thể mà muốn đo. Ví dụ mình muốn đo độ trắng của giấy thì x nhỏ y nhỏ là tọa độ màu của giấy. Rồi để đánh giá độ trắng theo CE thì mình phải sử dụng hai cái thông số, một là WI, hai là phương trình là TW. Thì mình vừa đánh giá được độ trắng, vừa đánh giá được cái sự ngã màu của giấy đó. Thì TW thì tính được như thế này ha, bằng 1000 nhân xn trừ x cộng 650 nhân yn trừ y. Thì các hệ số này là bạn trong quá trình thiết kế công thức tính độ trắng ấy, thì cuối cùng chuyển từ quá trị giá trị sử dụng ba giá trị x y z thì nó sẽ xuất hiện các hệ số như thế này ha. Đó. Thì tương tự các bạn có thể chuyển công thức tính độ trắng cho cái chuẩn quan sát là 10 độ ha. Thì đây mình chú ý điều kiện đo như tôi đã nhắc đi nhắc lại bạn ha. Ví dụ đây điều kiện đo tôi là sử dụng nguồn sáng D65, chuẩn quan sát là 2 độ, thì xn yn của nguồn sáng này là 0.3127, 0.329. Rồi giá trị kích thước ba thành phần của nguồn sáng này là x lớn n, y lớn n, z lớn n, ba giá trị này. Đó. Và tôi cũng xin nhắc thêm ha, ba giá trị x lớn n, y lớn n, z lớn n mình hoàn toàn có thể tính được từ lý thuyết màu kích thước ba thành phần các bạn. Ngày CE cũng đã tính trước rồi, nên xong phải tập hợp cái giá trị này lại để cho mình xài. Dựa vào lý thuyết đó mình hoàn toàn tính được ha. Nhưng ở đây tôi nhắc lại, ở đây mình sử dụng các giá trị mà CE đã tính trước rồi. Các bạn tính thì nó cũng ra giống y chang cái này thôi. Đây. Mình sử dụng không gian màu này để tính độ trắng của giấy ha. Ví dụ đây, tôi có giá trị W của tôi, TW ha, thì đánh giá độ trắng của giấy theo CE của vật thể nói chung ha, mà trong đây mình sử dụng đánh giá độ trắng của giấy thì cần hai thông số, một là TW. TW này nếu mà nó dương ha thì nó sẽ ngã ngã xanh, mà nếu mà TW âm thì nó sẽ ngã ngã đỏ ha. Đó. Thì TW này nó sẽ chạy theo cái trục từ trừ trừ a cho tới cộng a đó bạn. Đó.
trên trục A ha. Thông số thứ hai là WI. Thì nếu mà WI mà cao á thì nó sẽ sáng hơn hay là nó ngả blue hơn. Nếu mà WI thấp á thì cái màu nó tối hơn hoặc nó ngả vàng hơn. Đó. Thì để tính giá trị độ trắng của vật thể theo CA thì các bạn phải tính hai thông số này, một là WI hai là TW. Và điều chú ý nữa, các giá trị này có nghĩa khi đó, khi nào WI có nghĩa khi mà giá trị WI nó nằm trong khoảng từ 40 cho tới là 5I trừ 280 các bạn. Rồi đối với vật trắng hoàn hảo ha thì cái giá trị độ trắng của nó là 100. Đó, nghĩa là TW bằng bằng 0 nè. L bằng bằng 100, A bằng 0, B bằng 0. Và giấy mình sẽ luôn luôn có giá trị LB ha. Đó, giấy các bạn khi mà các bạn đo thực hành thí nghiệm các bạn sẽ thấy giá trị LB nó sẽ là một giá trị nào đó, vì giấy mình sẽ luôn luôn ngả màu mà. Mà tại sao giấy ngả màu thì trong phần học phần lý thuyết mình biết rồi à. Rồi để ôn tập cho phần này thì tôi sẽ có các bài tập dành cho các bạn ha. Ví dụ bài tập đầu tiên là giá trị màu láp của màu cyan tôi đo được như hiển thị trên màn hình của máy ha. Yêu cầu của bạn từ giá trị LB này các bạn tính giùm tôi lại ngược lại ha, cái giá trị kích thích ba thành phần x, y, z. Rồi cũng từ giá trị LAB này các bạn tính giùm tôi các giá trị x, y lớn ha, x nhỏ và y nhỏ. Rồi cũng từ giá trị LAB này các bạn tính cho tôi các giá trị tọa độ màu, ở đây là LCH ha, LV. Đó thì câu hỏi này, bài tập này là bài tập ôn tập là những kiến thức tôi đã vừa trình bày với các bạn ha. Biết điều kiện đo của mình là nguồn sáng D65, góc quan sát chuẩn của mình là 2 độ. À, bài tập thứ hai, đo độ trắng của giấy để làm gì ha? Đo độ trắng của giấy để làm gì thì trong phần về giấy, phần đo độ trắng thì mình biết rồi. Giờ đây mình trả lời, các bạn trả lời giùm tôi ha. Rồi câu hỏi thứ hai là giá trị màu láp của giấy, của loại giấy nào đó tôi đo được như sau. LAB ha, có giá trị cụ thể. Các bạn tính giùm tôi cái thông số WI và TW ha. Biết điều kiện đo là tôi cho như thế. Đó, công thức ha, cho sẵn công thức. Rồi, khi mà mình trả lời hết hai bài tập đó rồi thì mình sẽ đi tiến hành thực hành ha, thực hành thí nghiệm. Thì tới đây thì các bạn sẽ vừa hiểu rõ về lý thuyết người ta tính các giá trị tọa độ màu như các giá trị màu như thế nào, vừa thực hành mình đo được các giá trị màu đó như thế nào, mình sẽ có một cái nhìn nhận đầy đủ về về đo màu ha, về màu sắc, về đo màu của giấy, của mực. Thì ở đây mình sẽ thực hiện trên cái X-ray Isaac ha. Thì trước khi đo thì các bạn cần chú ý giùm tôi là cân chỉnh máy ha, để cái điều kiện đo để mình đo cho giá trị nó cho chính xác ha. Rồi đo bất kỳ màu nào các bạn muốn đo. Đó. Cân chỉnh máy rồi là tiến hành đo. Ví dụ hình đây, minh họa cho bạn nào. Mình tiến hành đo các màu cơ bản nha. Semica. Thì khi đo thì cái tờ in của mình phải được đặt ngay ngắn và phẳng nha, để kết quả đo mình được chính xác. Rồi, đặt thiết bị đo có cái đầu ô đo đó bạn vào vào cái ô các bạn cần đo. Đây. Vị trí của đầu đo ha, vào ô các bạn muốn muốn đo. Đó. Rồi bạn gập máy xuống ha, gập máy xuống và các bạn giữ trong vài giây. Thì sẽ kêu cái tiếng beep. Thì các bạn dở máy lên, nó sẽ hiển thị các giá trị màu cho các bạn. Rồi có giá trị màu này rồi thì các bạn có thể so sánh các giá trị màu bạn đo được theo chuẩn ISO ha. Ví dụ tôi so sánh màu của giấy chẳng hạn, so sánh màu của mực in theo chuẩn ISO. Đó. Do đó tôi mới cần nhắc cho bạn, nhắc đi nhắc lại là điều kiện đo bạn phải chú ý ha. Bởi vì trong cái chuẩn này, trong những ISO này người ta sẽ có mô tả điều kiện đo. Do đó mình muốn so sánh được cái màu của mình giống với nó có gần với chuẩn hay không thì cái điều kiện đo của mình cũng phải tương tự như thế ha, phải giống như thế. Đó thì đó là xong cái phần thực hành về vừa về lý thuyết về thực hành đo màu trong học phần thực hành thí nghiệm của mình về phần đo màu ha. Bài giảng của mình tới đây là hết ha.